everyone, welcome to the Huyền Nhi Show. Hôm nay chúng ta có một câu hỏi về vấn đề tình cảm như thế này. Em được giới thiệu một anh 45 tuổi đã có một con trai 7 tuổi. Anh ấy nói chuyện với em được 1 tháng mà chỉ nói chuyện về anh ta thôi. Anh ấy không nhắn cho em hay chúc em gì hết, không hỏi em hay quan tâm tới em. Và rồi em hỏi anh ta một câu là tại sao không hỏi một ngày của em ra sao. Và em cũng đã nói những gì em không thích về anh ấy. Thế là anh ấy không gọi cho em nữa, em phải làm sao? Và nếu anh ấy gọi lại cho em thì em cũng không biết phải nói gì chị à. Em thấy anh ấy có vẻ tự cao bởi vì anh ấy có công việc tốt, có nhà, anh ấy nghĩ anh ấy có tất cả. Em có nên nói chuyện nữa không chị Ni? Anh ấy toàn làm cho em mệt mà không có gì vui vẻ hết. Đáng ra mới quen là phải hỏi thăm em chút chứ đúng không chị? Ủa? Sao mình nghe cái câu hỏi xong mình biết câu trả lời liền ngay lập tức mà cái cô nàng này lại phân vân nhờ? Hay là do mình là người ngoài cuộc thành thử ra chuyện gì với mình nó cũng rất là rõ ràng. Anh ấy không gọi cho em nữa, gọi em không biết nói làm sao thì em không có nói chuyện nữa chứ làm sao? Đối với những cái kiểu người đàn ông như thế này nè các bạn, khi mà họ đặt bản thân của mình lên trên tất cả mọi sự, họ chưa ở một cái thời điểm chín mùi để có thể bước vào một mối quan hệ tốt đẹp và sẵn sàng cho đi để nhận lại được đôi phần tự. Bởi vì trong một cái mối quan hệ là mình phải có cho, có nhận. Toàn đằng này cứ chỉ có mỗi nói về mỗi một người, về chính anh ta mà thôi. Thì có nghĩa là anh ta chưa có sẵn sàng. Và thông thường đó, một người nói quá nhiều về mình, quá tự mãn với thành công của mình là những người mà họ mới thật sự mới chỉ thành công gần đây thôi. Còn nếu mà những các bạn thấy ha, những người mà càng thành công, càng successful, càng nổi tiếng, càng có nhiều tài sản, càng có nhiều quyền lực thì người ta rất là ít khi tự nói về bản thân mình. Họ toàn là để cho người khác nói về mình. Và đấy là một cái điều mà có lẽ là các bạn nhớ lại đi, khi mà mình vừa mới học xong, vừa mới ra trường, mình kiếm được một công việc tốt, mình cảm thấy rất là hãnh diện, cảm thấy so proud of yourself. Và đôi khi mình mắc một cái thói đó là mình nói về mình hơi nhiều bởi vì mình vui quá. Nhưng rồi từ từ chúng ta trưởng thành cùng với thời gian thì mình biết cách để mà mình khiêm tốn lại. Bởi vì khi mà mình càng khiêm tốn thì người ta càng có cảm giác là gần gũi, dễ tiếp cận với mình. Và qua đó thì các mối quan hệ xung quanh của mình nó ngày càng tốt đẹp hơn. Người đàn ông như thế này, nếu anh ấy đã thành công lâu và anh ấy vẫn kiểu như là nói quá nhiều về bản thân mình và cho bản thân mình là trên hết, thì chúng ta có một cái vấn đề khác. Đó là cái tuổi thơ của anh ấy, gia đình của anh ấy, họ đã gọi là đào tạo nên những con người có cái nhân cách như thế này. Chẳng hạn như là bố mẹ, và đặc biệt là người mẹ trong gia đình, họ cho con của mình là trên hết, họ cho con của mình là giỏi hơn tất cả các mọi người xung quanh. Và họ tân bốc con của mình để cho con của mình cảm thấy là hài lòng. Và họ nghĩ là không ai có thể tốt đủ cho con của mình. Và cái điều đó cứ nhai đi nhai lại, lặp đi lặp lại nhiều lần trong đời sống. Thì cái con đó càng lớn lên, họ mất đi cái khả năng để mà gọi là giao tiếp một cách bình thường, một cách lịch sự đối với những người phụ nữ bên ngoài. Và họ kỳ vọng là một người phụ nữ bước vào cuộc đời họ thì cũng phải đối xử tốt, đối xử không phải tốt nhưng mà đối xử y chang như cách mà mẹ của họ đối xử với họ. Và cô bạn của chúng ta, em còn quá trẻ để trở thành mẹ của anh ấy. Em không có muốn đời sống mệt mỏi khi mà bất cứ cái sự thành công nào của em cũng sẽ là cái gai ở trong mắt anh ta. Và bất cứ cái gì em làm cho anh ta cũng sẽ không bao giờ là đủ cả. Một người đàn ông như vậy, mình hãy để cho người ta ra đi, để người ta... Và có lẽ là người ta sẽ không có sửa đổi cái tính này đâu. Tự bởi bây giờ đang mới quen nhau, người ta còn không có đủ sự quan tâm để hỏi thăm em, để xem thử một ngày của em như thế nào. Và có lẽ anh ta có nhiều những mối quan tâm khác. Anh ta có thể là đang nói chuyện với một vài những cô khác. Và em chỉ là một trong những cái người mà trong cái list của anh ta, chỉ là một trong những người mà cần anh ta, coi anh ta là trên hết. Và anh ta lúc nào thích thì hãy nhắn cho em, lúc nào chán thì không có ai chơi với mình, không có việc gì làm thì anh ấy sẽ liên lạc với em.
có thể là như vậy, nhưng mà mấu chốt của vấn đề là như thế này: em không có quan trọng trong đời sống của anh ấy. Và bất cứ chúng ta, dù màu da nào, chiều cao nào, học thức như thế nào, bất cứ mỗi người trong chúng ta sẽ luôn luôn có và sẽ tìm được một người tri kỷ trong cuộc đời này, ít nhất là một người yêu mình, trân trọng mình, bởi vì mình là chính mình. Và khi mà em có nhiều những cái suy nghĩ như thế này, hãy tập cho mình một thói quen mà có lẽ là cái điều này đã từ lâu rồi em không có để ý, đó là em phải tập dành thời gian cho bản thân, dành thời gian để nói chuyện với chính mình, để em biết được là giá trị của em, where is your core, giá trị của em là ở đâu, những ai có quyền bước vào trong cuộc đời em, những ai đủ xứng đáng để mình dành cái thời gian đó cho họ. You have to ask yourself that question. Còn bức thư em gửi về cho Ni thì Ni chỉ thấy ở trong đó đầy dãy sự nghi ngờ, và em cho mình không có một cái giá trị gì cả trong cuộc đời của anh ấy, đúng không? I know it's not a fun thing to hear, but I want to be the one that say it directly to you. Ni không có muốn là nói ngọt ngào cho em để mà mình gọi là cứ quay cuồng trong cái vòng xoáy mà chả đi đâu hết. So love yourself first, bởi trước khi mình có thể yêu một ai đó toàn vẹn và biết họ có xứng đáng với tình yêu của mình hay không. Mình là người duy nhất phải học cách để yêu bản thân của mình trước, để khi những cái mà lăng tăng, những cái mà lộn xộn, những cái mà gọi là không có tôn trọng nó bước vào cuộc đời mình biết cách để nói no. Và cái khả năng nói no, khả năng nói không, tôi không cần, không, xin cảm ơn, không, tôi không có chấp nhận. Cái cách đối xử đối với tôi như vậy, không phải ai cũng đủ dũng cảm để mà nói ra đâu, trừ khi bạn thực sự biết giá trị của mình ở đâu nhé. I believe that health and happiness start with you. Cho nên Ni hy vọng rằng các bạn sẽ dành thời gian cho mình. Love yourself first, and I'll see you sometime later, okay? Have a fabulous day. Goodbye.